Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là Lân 89. Đây là một sản phẩm nó tác dụng đó là nó chuyên tạo mầm hoa và xử lý ra hoa nghịch vụ. Thế bên trái mình của các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm Lân 89. Vậy thì Lân nó có tác dụng như thế nào đối với cây trồng mà nó thể tạo được mầm hoa và cách để sử dụng cũng như xử lý cái sản phẩm này đối với cái chồng như thế nào, thì xin mời các bạn xem và nghe những ở phút giây tiếp theo. Cái sản phẩm này có chức năng đó là chuyên tạo mầm hoa, xử lý ra hoa nghịch vụ, kích ra hoa mạnh và đồng loạt, ra hoa theo ý muốn, phát hoa dài, mập, sáng bông, chống nghẹn hoa. Ở đây thì ở phần description, kia là phần mô tả, ở đây họ để rất là ít thông tin. Thì sẵn nhân tiện về video này thì mình muốn chia sẻ một cách rõ hơn nữa các bạn. Về sản phẩm Lân 89 thì trên thị trường nó có rất là nhiều sản phẩm như thế này. Đó thì chúng ta hiểu được Lân 89 thì trong thành phần nó có đó là thứ nhất là B2O5 là 86%. Thứ hai là đạm họ cũng có 3%, 86 cộng 3 ra 89. Ngoài ra sản phẩm còn có thêm một số cái chung lượng như là magie nằm khoảng 50 ppm và các vi lượng như là kẽm 90 ppm, đồng 50 ppm, mangan 30 ppm và một thành phần rất là quan trọng đó là naphthalene acid acetic, hay còn viết tắt đó là NAA, với hàm lượng đó là 1000 ppm. Về công dụng của những sản phẩm này thì sẵn làm video về lăng 86 89 thì video sau mình sẽ làm về lăng 86 luôn để các bạn có sự so sánh. Mình xin quay lại video nội dung của video thì công dụng đó là bổ sung các chất thúc đẩy sự ra hoa, ví dụ như là GA3 nè, NA nè, amino acid nè, hay là nitrophenol hoặc là acid fulvic. Trong sản phẩm này nó có những cái sản phẩm nó có những cái chất như vậy đó các bạn. Thứ hai là như mình đã chia sẻ đó, thì ngoài lân và đạm ra cộng là 89%, ngoài đó ngoài ngoài ra còn có thành phần chung lượng thì nó giúp sự phân hóa mầm hoa, nó kích thích tạo ra nhiều mầm hoa, ra hoa sớm nhiều đồng loạt, bung hoa mạnh và hoa to khỏe, hạt phấn sung mãn, tăng khả năng thụ phấn và đậu trái cũng như là dưỡng trái non. Nhưng mà sản phẩm này thì chúng ta xử lý để tạo mầm hoa là chuẩn các bạn nhé. Sản phẩm này nó có chức năng đó là nó phá vỡ miên trạng ngủ nghỉ của chồi hoa, nó giúp cho cây ra bông trái vụ, tránh hiện tượng trái đào đọt và rụng hoa trái. Ngoài ra đối với cây lúa thì nó giúp là rước đồng, làm mập đồng, giúp trổ nhanh, chống nghẽn đồng và kéo dài bông. Một cái đặc tính nữa thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta nó tăng được phẩm chất, màu sắc, hương vị và đạt tiêu chuẩn. Thế đây và cái lưu lượng sử dụng sự sự xử lý để cho cây thì chúng ta pha cái gói gói này là 1 kg, nhưng mà trên thị trường cũng có một cái gói nhỏ hơn là 250 g, thì chúng ta pha cho 1 phi 200 lít nước rồi nhé. Và nhớ với mình một gói 250 g thì pha cho 1 phi 200 lít nước, như gói là 1 kg thì chúng ta pha được 4 phi, thì chúng ta có thể là dùng 2 đến 3 lần chúng ta pha với nước, xong rồi chúng ta đổ gốc, hoặc là một số sản phẩm mà họ khuyến cáo hay là phun được trên tán lá thì chúng ta phun, còn nếu không thì thường chúng ta tưới gốc. Chúng ta phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Về thời điểm xử lý cái sản phẩm này thì chúng ta xử lý giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa, đậu trái rồi nhé. Và một cái điều dấu hiệu mà chúng ta nhận biết dễ nhất là khi mà lá chúng ta đã chuyển sang lá già, có nghĩa là từ dạng đã lá bánh bánh tẻ đã hết dạng lá bánh tẻ rồi chuyển sang lá già, thì chúng ta bắt đầu xử lý sản phẩm này các bạn nhé. Bạn nào chưa hiểu thì hãy comment ở dưới thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.